Vũ mến chào các bạn nha. Ở đây có mấy chiếc xà lan đang xuống nè các bạn. Chiếc trước này là chiếc đi giao hàng khô về ha, hoặc đi lấy hàng các bạn. Ảnh nổi nên là ảnh chạy nhanh nha. Chiếc này cũng còn khá đẹp đó các bạn. Chiếc này cũng nhỏ nha, chắc 1000 tấn trở xuống ha. Ồ, trên 1000 tấn rồi các bạn ơi. Tầm 1200 nha các bạn. Chiếc này của An Giang luôn nha. Sáu nắp hầm, sám xanh, sám xanh xanh trắng. Hai lẻ tám các bạn. Không bán dừa. Chạy tiếng máy lớn ghê ha. Bây giờ có mấy chiếc là sao các bạn? Sao đang xuống đó nè. Chiếc này có ai đây mà đi hàng cũng đi hàng nó dạng cũng chiếc này cũng có mui che, cũng có nắp hầm đó các bạn, nhưng mà đồ nắp hầm lại ha. Đây chiếc này chở cái gì đây? Sao chiếc nha các bạn, sao chiếc này có ai đây? Thống Nhất, sao chiếc Thống Nhất nha. Bữa hôm qua chiếc Thống Nhất mới đóng 2023 luôn các bạn, mới tin luôn, rất đẹp. Mắc cạn cái chiếc cát á, mắc cạn cái chiếc cát luôn á. Chiếc này có Sài Gòn luôn nha các bạn. Ăn nước 3m6 luôn nha các bạn. Nè các bạn, chiếc này mui nó về đây nè các bạn. Bạc lùa ha. Thanh nó lùa kéo đi. Rồi xong rồi mình phủ hai bên xuống xong bắt đầu mới niệt dây lại nha. Chiếc này chắc lâu dữ lắm rồi các bạn ơi. Bè của nó trên mớp quá trời luôn rồi. Ồ chiếc này chừng cái chả đá các bạn, đá các bạn ơi. Đá hay là cái gì á? Đá hay đất hay là phân vi sinh gì đó. Nên là các bạn thấy không, cái màu của nó đen thui à. Chứ nó đóng mới năm 2008 hay là 9 gì đây. 2009 các bạn. Tiếng máy nghe cũng lớn nha. Cái chèo quay cam nó làm sao à. Chèo đó nhiều khi phóng xuống đó để mình làm cái gì đó ha. Cái nào mình ôm cái đó đó. Đây Thống Nhất tới nè. Tàu dầu luôn nha các bạn. Đó, xuống nguyên dây luôn rồi. Chiếc này đóng năm 2016 nha các bạn. 7450. Chiếc này thì mặt nước nó cũng tầm cả 3m6 các bạn.
phía trước nó khẩm hơn cái lái ha, cái lái lúc nào cũng nổi hơn chút xíu nha. Ba bánh sáu nè các bạn, ba bánh sáu là tới con lương luôn á. Kim Minh 4. Tàu dầu Kim Minh 4 mặn nước 3m8, 4m nha các bạn. Mặn nước 4m luôn. Wow, anh đang lấy cái mũi cái lái vậy nè. Anh đang đạp quá trời rồi. Ở chiếc ghe anh sao dòng theo luôn sướng không? Không quen mới cho dòng chứ không quen không cho dòng đâu các bạn. Quen mới cho dòng ha. Ồ, lấy qua đây hả? Nãy tính vượt bên kia và cuối cùng chiều qua bên đây. Tới cua rồi. Dạ. Bóp còi cho bên kia ta biết. Quá rồi, hai động cơ luôn các bạn ơi, hai động cơ nó đạp đây nè. Kia bên 4 nó thèm quay hoài nha các bạn. Đang vượt cái chiếc trước nha. Chiếc trước sao bê đầu qua bên kia dữ rồi. Để bê lấy lại cho chiếc này vượt lên hay sao á. Xà lan bự bự không. Tới cua nha các bạn, dòng tới cua ra lớn quá không tốt. Đây, Tiền Giang đó nè các bạn, mặn nước 2m8 ha. Cũng siêu đẹp luôn. Tiền Giang quê mình nè. Nằm ngay con dây kìa. 201 các bạn. Trời, đóng năm 201 tới giờ luôn á. 20 năm rồi. Rồi cái chiếc Kim Minh 4 đang ôm cua đúng rồi nè. Nhưng mà cái chiếc thống nhất nó dạt qua tới bên kia các bạn. Thống nhất nó qua tới bên kia nha. Cái đó mà còn có dưới kia có vô thì phải nằm chiếc nào nó ve lại nha. Là chiếc Kim Minh 4 này nó không có trả dầu, chạy dữ quá. Chiếc này hạ ga đây luôn rồi. Sợ tới cua. Đây ba chiếc lên lượt luôn hả. Tàu dầu bên kia nè. Tàu dầu bên kia của Kiên Giang nha. Đó, chiếc này chiếc ghe. Trời ơi, phụ nữ lái luôn hả. Chị gái ngầu quá. Lái cho ổng đi ngủ ở đâu rồi. Kìa, chiếc này chiếc của Cần Thơ các bạn. Đóng mới năm 2008 luôn nha. Chiếc Cần Thơ này mặn nước 3m2 nè. Mà nó dài dữ lắm nha. Đó, thấy chưa? Rất dài luôn. Tới cua chiếc nào chiếc nãy giảm ga là hết rồi. Chiếc của Cần Thơ này hình như nó chở cái bột hay là cái gì á, trắng tươi các bạn. Thằng thống nhất cái ve hay là đập tới à. Ôi. Đập tới luôn nha các bạn. Đập tới luôn nè. Thì bên kia không có xà lan đi ngược lại thì mình đập tới luôn các bạn. Còn có thì mình ve thôi. Biết sao giờ. Máy tài công này chạy ông nào cũng nói cứng khừ hết. Chạy bao nhiêu năm cứng khừ hết. Thấy không? À, bé hơn mà ta còn phụ nữ ta còn lái nhận xà lan đi lái đi đường xa chở đồ đó. Có đạp chở đá ra biển vậy đó. Đã kim lại đi theo quay á. Mới tay xuống tàu nguyên dây lớn lớn thôi nha các bạn. Xà lan lớn lớn thôi nha. Chiếc dầu này vượt lên nè. Đúng rồi, mấy chiếc dầu này chân rắn nó chạy dữ lắm nè. Chú uống xịt nước tính đâu là cái chiếc bên kia mà nó nạp ra khói mà văng dữ vậy chứ.
Rồi thì video kết thúc đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Rồi chào các bạn.